Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến cho 3 người chết và 5 người bị thương. Ngoài ra, nhiều trường hợp còn tận dụng khoảng cách an toàn của đường sắt để phục vụ nhu cầu cá nhân, dù đã bị xử lý nghiêm. Tuy nhiên, việc tự ý mở đường ngang dân sinh, buôn bán trong hành lang an toàn đường sắt vẫn diễn biến phức tạp. Đây là nguyên nhân khiến cho nhiều vụ tai nạn đường sắt thương tâm xảy ra trong thời gian qua. Ghi nhận của phóng viên tại các tuyến đường sắt đi qua địa bàn thành phố Hà Nội, không khó để bắt gặp cảnh người dân thản nhiên vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Điển hình như đoạn phố Cà Phê Đường Tàu, quận Hoàn Kiếm. Dù đã bị nghiêm cấm nhưng người dân vẫn sử dụng vào các hoạt động như kinh doanh cà phê, chụp ảnh trên đường tàu. Mỗi du khách đến đây đều sẽ có người đưa vào trải nghiệm. Không được, em cứ anh chở vào uống nước, thì em lại đi bộ ra lấy xe để chở không sao. Chở không mất tiền đâu, xe của nhà mà, xe máy của nhà của quán ấy. Tuân lốp ấy, chở hai bạn rồi về cái. Đây em đi ra xe cửa hàng anh bên kia kìa, chở không mất tiền đâu. Đi dọc đường tàu ra lấy xe đây. Một số trường hợp còn bất chấp lấn chiếm hành lang an toàn để đậu xe cá nhân, như vụ chiều ngày 5 tháng 6 tại khu vực đường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Một xe ô tô nhãn hiệu Hyundai đỗ sát ngay đường tàu. Hậu quả, chiếc xe đã bị tàu hỏa tông trúng, biến dạng phần đầu. Hay hình ảnh một cô gái trẻ đã bất ngờ lao ra, đứng trên đường ray để tạo dáng chụp ảnh đúng lúc tàu đang đến. Cũng đã thường xuyên tiến hành tuần tra kiểm soát, tuy nhiên là có những thời điểm là anh em đã phải cắt cử lực lượng bảo vệ dân phố và tự quản phường là cắt chốt một đến hai đồng chí dọc một tuyến phố này, và đồng chí ấy sẽ làm nhiệm vụ là đi tuần tra liên tục ở khu vực này. Tuy nhiên sau một thời gian thì vắng bóng lực lượng thì lại tiếp tục lại có những cái người khác mới lạ đến, lại người ta lại đến, người ta bày ra bán vi phạm. Dù vi phạm hành lang an toàn giao thông diễn ra ngang nhiên nhưng việc xử lý dứt điểm vẫn đang là một bài toán nan giải. Do đó, để công tác quản lý hành lang an toàn đường sắt trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt hiệu quả, ngoài việc làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành an toàn giao thông cho người dân, cũng rất cần sự vào cuộc quyết liệt và triệt để hơn nữa của cơ quan chức năng trong việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông, tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm, góp phần giảm những tai nạn không đáng có trên các tuyến đường sắt nội đô.